What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Thì hôm nay mình sẽ cùng đi đánh giá và review hai chiếc tai nghe 7.1 ở trước mặt các bạn đây. Đó, các bạn đã nhìn sơ qua về cái hình dáng của nó. Thì như các anh em đã biết thì hiện tại các cái game mà chẳng hạn như game PUBG hoặc là CSGO thì là một trong những cái tựa game đang rất là hot và cũng như là nó cần đến một cái thiết bị hỗ trợ cực kỳ ngon. Ngoài chuột và bàn phím thì đó chính là chiếc tai nghe này. Và những chiếc tai nghe 7.1 là những lựa chọn tốt nhất cho game thủ để xác định được phương hướng của đối thủ, tức là nghe bước chân cũng như là tiếng thở vân vân. Ok, bây giờ mình sẽ cùng đi vào đánh giá chi tiết hai em này nhé. Let's go. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào đánh giá em Gold Touch trước. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây là chiếc tai nghe 7.1 vì nó chỉ có dùng một cổng kết nối là cổng USB mà thôi. Và khi mà các bạn cầm chiếc tai nghe lên, cái mà đầu tiên đập vào mắt các bạn đó chính là cái kích cỡ của cái vành tai này rất là to. Nó to đủ để cho các bạn có thể ôm tai được, tức là những cái vành tai này nó sẽ không có chạm vào tai của mình, nó sẽ không có bị cấn hay bị đau đeo trong thời gian dài. Và cái thứ hai chính là cái độ dày của ốp tai. Con này có cái độ dày khá là tốt. Đây, các bạn có thể nhìn thấy cái độ dày của nó. Và rất là êm, khi mình bấm vào thì nó cực kỳ êm luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ đi qua về cái mic của nó. Mic của nó thì sẽ là mic dài. Mic dài như thế này thì đủ để cho các bạn có thể đưa vào tận trong mồm của mình để nói chuyện. Như vậy nó sẽ rõ hơn và mình sẽ không cần phải hét to khi mà nói chuyện, chỉ mình nhẹ nhàng thôi là được rồi. Và cái thiết kế của hai cái ốp tai của em này thì hoàn toàn là bằng nhựa thôi, chứ không có gì đặc biệt cả. Ở đấy chỉ có cái logo Gold Touch ở trên này, hai bên đều có cái logo Gold Touch. Cái vành tai của nó sẽ là vành tai bằng kim loại nha các bạn, bằng kim loại. Đây sẽ có hai cái giải kim loại như này. Ở dưới này chúng ta sẽ có một cái đệm tai, và cái đệm để nâng này nó sẽ là giả da đấy, tuy nhiên thì nó cũng hơi mỏng, có lẽ thì sẽ không êm lắm. Rồi, và cái vành tai này được làm bằng kim loại nhưng mà có độ đàn hồi cực kỳ chắc chắn. Khi mình uốn nhẹ có các tư thế luôn thì đảm bảo cho các bạn là nó sẽ không có bị bong hoặc là bị gãy. Những cái tai nghe nào mà sử dụng cái khung này mà không chắc thì thường khi mà mình kéo ra để đeo vào. Về dây cáp của em này thì dây cáp của em này được làm bằng nhựa thôi, chứ không có gì đặc biệt hết. Và cái dây cáp của nó kiểu dạng nó hơi sần sần, nó không giống những cái dây cáp bình thường mà của các tai nghe khác thì nó sẽ bong bóng, mà nó sẽ hơi sần sần một chút như thế này. Đầu sẽ là đầu USB mà còn làm bốn cạnh ấy, nhìn rất là hầm hố đấy. Tuy nhiên thì đầu USB này thì nó sẽ không có mạ vàng. Đây, nó chỉ là một cái đầu USB bình thường mà thôi, cũng không thấy có đầu chống nhiễu luôn. Đó. Chắc là những cái con sử dụng chuẩn 7.1 thì nó sẽ không có các cái thể loại như thế. Cái đặc biệt của em này đó là đến từ cái dải đèn LED ở phía trong này. Đó. Nó sẽ có đèn LED chạy xung quanh đây, và đèn LED của nó đổi màu thì rất là đẹp. Tí nữa mình sẽ cho các bạn cùng coi. Ok, bây giờ mình sẽ sang cái phần của em tai nghe tiếp theo. Tiếp đến chúng ta sẽ đến với chiếc tai nghe mới ở bên Boss Gear. Nó là một trong những chiếc tai nghe 7.1 mới nhập về, và nó mình sẽ lấy thương hiệu của nó là Boss Gear luôn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy một cái ấn tượng rất là lớn, tại vì cái vành tai của nó sẽ được làm bằng kim loại hoàn toàn luôn. Kể cả những cái lưới này, lưới màu đen này cũng được làm bằng kim loại luôn, rất là chắc chắn. Từ phía cái ốp ở phía trong cho đến cái nút nổi bật này, đây, thì đều được làm bằng kim loại hết. Và cả hai bên đều như thế nha các bạn, hai bên đều y chang nhau. Đặc biệt hơn là ở phía bên viền, mép của nó sẽ có vát CNC, nhìn rất là đẹp, sang chảnh. Mình rất thích cái kiểu thiết kế như thế này. Hai cái vành tai bằng kim loại của nó sẽ nối dài từ phía này chạy lên trên và chia làm hai cái dải kim loại luôn để bọc lấy vành tai. Đó, và nó cũng cực kỳ chắc chắn nha các bạn, tại vì nó là bằng kim loại mà, phun kim loại từ đây luôn. Đó, và các bạn yên tâm là cho dù mình có uốn dẻo kiểu gì cũng vậy, bảo đảm chắc chắn. Đó, và ở phía trên cái đệm đỡ đầu này thì nó sẽ là được cũng là bằng giả da nhưng mà màu nâu, và nó sẽ dày hơn cái con kia một chút thì nó sẽ cho cái độ êm ái tốt hơn. Mic của em này thì mic của nó khá là ngắn, nó chỉ khoảng tầm hai đốt ngón tay thôi, ba đốt ngón tay bằng một ngón tay như thế này. Tuy nhiên thì cái mic này cũng đủ để cho các bạn đưa gần tới gần miệng, thì mic này khá là dẻo, mình đưa tới gần miệng mà sẽ nói vẫn thu âm rất là tốt. Về cái đệm tai của em này thì sao, các bạn có thể nhìn thấy cái vành tai của nó quá là to rồi, thì cái đệm tai của nó cũng phải tương xứng. Cái đệm tai của nó rất là dày và làm theo kiểu vuông bức như thế này,
thì khi mà các cạnh của nó vuông như thế này thì các bạn để vào thì nó cực kỳ là êm, và cũng như là nó sẽ giúp cho là không có chạm vào cái vành tay gây đau tay. Cái đệm tay của em này cũng rất là dày nhé, và nó có cảm giác là còn êm hơn cái em Gold Touch nữa. Tuy các bạn nhìn vậy thôi nhưng mà cái đệm tay của hai thằng là ngang nhau, chẳng qua là con Gold Touch thì nó sẽ có bọc thêm một cái viền lồi lên đó, do nó chứa thêm một cái khổ loa nữa. Ở phía đây chúng ta sẽ có cái nút tăng giảm volume ở phía bên này đấy. Con Gold Touch thì cũng vậy thôi, cũng có một cái nút tăng giảm volume. Về cái dây cáp thì em này vẫn được làm bằng dây cáp bằng nhựa bóng bóng như thế này, nó rất là chắc chắn á. Tuy nhiên thì con này có một cái điểm nổi bật hơn một chút, đó là ngoài cái đầu điều USB này thì nó cũng được làm bằng kim loại luôn đó, được bọc kim loại luôn, rất là đẹp. Như vậy thì cho cái cảm giác chắc chắn hơn, tại vì cái hình như cái sao cạc của con những cái con 7.1 thường là nó sẽ được nằm ở trong đầu USB này, cho nên là khi mình sử dụng thì nó sẽ cái đầu này nó sẽ rất là nóng, do nó đang truyền tải âm thanh mà nó giải mã âm thanh á, thì nếu mà được làm bằng thiết kế bằng kim loại thì nó sẽ tỏa nhiệt tốt hơn. Và nó sẽ được nâng cấp thêm một chút là nó sẽ có một cái đầu chống nhiễu nhỏ như thế này để cho tín hiệu truyền tốt hơn nhé. Và cái dây cáp của nó cũng rất là chắc, dây cáp bằng nhựa bóng thường thấy ở trên những cái tai nghe. Ok, đó là mình đã đánh giá sơ qua về cái bề ngoài của hai em này. Bây giờ mình sẽ thử cắm vào máy cho các bạn xem đèn led của hai em này nhé. Ok, thì ở đây chúng ta sẽ có cái đèn led của em này sẽ là chạy xung quanh cái viền mà đan lưới đó, và nó sẽ tự động đổi 7 màu và mỗi lần chỉ được một màu thôi đó. Tuy nhiên thì nhìn nó vẫn rất là đẹp. Ở bên bàn tay bên này cũng vậy, cả hai bên đều tự động đổi màu đó. Còn em Gold Touch này thì sao? Gold Touch này nó có cái điểm đặc biệt hơn, đó chính là cái đèn led của nó sẽ là đèn led R, giống như RGB chạy waving vậy. Nó sẽ có dải đèn led màu đỏ chạy xung quanh đây, kèm theo đó là màu xanh lá cây và màu xanh dương, tương tự như phía bên này cũng vậy luôn đó. Hai đèn led nhìn rất là đẹp. Nếu như các bạn để tắt đèn đi thì cái đèn led của nó còn sáng hơn nữa, tại vì bây giờ mình đang để trong cái môi trường đó là đèn rất là sáng. Ngoài ra thì các bạn có thể nhìn thấy là đèn led của nó cũng có nằm ở phía trên hai cái đầu mic nữa. Đây, hai con đều có đèn led ở hai cái đầu mic như thế này, rất là đẹp. Về cảm giác âm thanh của hai em này thì sao? Hai em này thì đều có cảm giác âm thanh đều khá là tương đồng. Tuy nhiên thì mình vẫn đánh giá cao em này hơn, tại vì em này có âm thanh nó chuẩn hơn và cũng như là cho âm lượng tốt hơn là con này. Con này sẽ cho âm lượng không to bằng em này. Và cái con này thì sẽ có cái vành tai nó sẽ nhỏ hơn một xíu. Thì cái vành tai của con này tuy nó nhỏ hơn nhưng mà nó cũng đủ để cho các bạn có thể đeo mà thoải mái. Con này thì bao to luôn, thích hợp cho những cái bạn nào mà có cái đầu to. Và hai con này đều là 7.1 cho nên là nó sẽ nghe được âm thanh vòm khá là tốt, tức là sẽ nghe được các cái chuyển động cũng như là các cái hướng tiếng bước chân ở các hướng khác nhau, và nó sẽ cho cái xác định được tốt hơn. Nếu như mà anh em chơi game FPS thì có thể là nên lựa những chiếc em này, vừa đẹp mà lại vừa cho mình có khả năng nghe tiếng bước chân, nghe hướng tốt hơn những cái tai nghe bình thường, tai nghe 3.5 á. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đi qua đánh giá chi tiết mic thu của hai em này. Mình sẽ thu một cái đoạn mic từ hai em này nhé, thì sẽ cho các bạn xem thử đánh giá xem là mic của em nào sẽ tốt hơn. Ok, bây giờ mình đang nói chuyện với các bạn thông qua cái mic thu âm của em Boss Gear. Thì em này có mức thu âm cũng khá là tốt thôi, chứ không phải là thu âm hoàn toàn tốt. Thì các bạn có thể để hướng cái mic của mình về phía cái miệng, thì mình khi mình nói thì nó sẽ thu âm tốt hơn. Tuy nhiên thì con này nó sẽ không có phải thuộc dạng lọc nhiễu tốt như những cái thu âm mic rời. Còn em như em này thì như vậy là quá là ổn rồi. Còn nếu như mà các bạn muốn thu âm tốt hơn nữa thì các bạn nên đầu tư một cái mic rời. Bây giờ mình đang thu âm bằng con Gold Touch, thì mình có cảm giác như là em Gold Touch này thu âm có vẻ là sẽ ổn hơn con Boss kia, tại vì cái mic của nó là dài hơn con Gold Touch một xíu, cho nên là khi mình để nó gần vào miệng thì nó sẽ thu âm chuẩn hơn, và cũng như là nó sẽ thu âm được tốt hơn. Khi mình nói nhỏ thì nó vẫn thu âm khá là tốt. Thì nếu như mà các bạn muốn trải nghiệm thu âm tốt thì có lẽ là các bạn nên chọn em Gold Touch này. Còn nếu như mà các bạn muốn trải nghiệm âm thanh ngon thì với thiết kế đẹp thì có lẽ là các bạn nên chọn con Boss Gear. Đó, thì đây chính là cái phần ghi âm của con Gold Touch. Rồi, sau khi mình đã cho các bạn xem thử cái chi tiết mic của hai em này thì các bạn có thể tự đánh giá cho chính mình nhé.
Còn theo mình thì thấy hai con đều rất là ok về cái khoản mid rồi. Và tóm lại thì các bạn nếu như mà yêu thích cái đèn led như thế này thì các bạn sẽ mua con gold tất. Tuy nhiên thì nếu các bạn thích sự trải nghiệm âm thanh tốt hơn và cũng như cái thiết kế nó hoàn thiện tốt hơn thì các bạn có thể dùng con này đó. Còn bên trái đây thì nó sẽ cho cái trải nghiệm tốt hơn và cũng như là cái thiết kế bên ngoài đẹp hơn. Cái đèn led thì mình vẫn đánh giá cao em gold tất này. Cả hai con đều cho cái trải nghiệm đeo rất là êm ái và yên tâm là sẽ không bị đau tay khi đeo một thời gian dài. Cái trải nghiệm chơi game thì hai con đều ổn cả. Ok, với tầm giá khoảng hơn 400 ngàn thì các bạn sẽ lựa chọn con nào? Hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ bấm like và subscribe để theo dõi những video mới nhất của kênh Boss Gear nhé. Nếu mà các bạn muốn xem review thêm các cái món đồ khác thì các bạn có thể ấn video bên trái hoặc là video bên phải. Ngoài ra thì nếu mà các bạn lần đầu tiên tới Boss Gear thì hãy nhớ ấn nút subscribe ở ngay đây nhé. Và nhớ bấm chuông để nhận những thông báo mới nhất đấy. Cảm ơn các bạn. Bye bye.